Chào mừng bạn đã đến với kênh của May. Bạn đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Sở Nguyệt trước đây có tên gọi là Trần Sở Nguyệt, một số trang tin còn ghi thông tin tên trước đây của cô là Trần Thế Tụng. Tuy nhiên, hiện tại cô lấy nghệ danh Sở Nguyệt để hoạt động trong làng giải trí. Sở Nguyệt sinh ngày 11 tháng 2 năm 1992. Sinh ra tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy. Chiều cao 1m69, cân nặng 47kg. Cô tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải khóa 2010. Sở Nguyệt sinh ra trong một gia đình trí thức ở thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy. Cha mẹ cô đều là kỹ sư xây dựng. Từ nhỏ cô đã được học thư pháp, ca hát, nhảy múa, tuy nhiên lại không được đào tạo chuyên nghiệp về một bộ môn nào. Thời gian còn đi học, Sở Nguyệt đã từng học tại các trường trọng điểm của tỉnh, thành phố và là lớp trưởng trong nhiều năm học. Năm 2007, cô được nhận vào trường trung học thực nghiệm Hoài Nam và đạt danh hiệu thủ lĩnh học sinh xuất sắc cấp thành phố khi học cấp 3. Trong một dịp tình cờ khi xem kênh song ngữ của CCTV, Sở Nguyệt đã quyết định sau này sẽ trở thành một người dẫn chương trình song ngữ. Năm 2009, cô tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học Hệ Nghệ thuật và giành được vị trí thứ 6 chương trình song ngữ của Học viện Truyền thông Chiết Giang. Năm 2010, Sở Nguyệt đăng ký vào chuyên ngành biểu diễn của Học viện Sân khấu Thượng Hải với tâm thế muốn thử sức và cuối cùng đã giành được vị trí thứ 3 khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Thượng Hải. Trong năm thứ nhất đại học, cô đã sử dụng tiếng Anh trong các khóa học chuyên nghiệp về diễn xuất và các khóa tuyển chọn toàn diện khác. Sau đó, Sở Nguyệt đạt tư cách là đợt sinh viên trao đổi đầu tiên của Học viện Hí kịch Thượng Hải, đã đến Học viện Điện ảnh Rome ở Ý để trao đổi và học tập. Vào năm 2012, khi vẫn còn là sinh viên, Sở Nguyệt có cơ hội tham gia vào đoàn phim Trung Thành Tuyệt Đối. Đây là bộ phim của CCTV sản xuất nhân dịp Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của cô, đánh dấu bước khởi đầu con đường diễn viên chuyên nghiệp. Sau vai diễn đầu tiên, Sở Nguyệt liên tiếp vào vai phụ trong các bộ phim như Thiên Hạ Lương Điền, Mị Nguyệt Truyện, Lê Hấp Đường Phèn. Trong Lê Hấp Đường Phèn, Sở Nguyệt vào vai nhân vật nữ phụ Hoa Khôi Chu Nhiễm, đồng thời cũng là chị em họ hàng với nữ chính Đường Tuyết do Ngô Thiến thủ vai. Cũng giống như phần đông nữ sinh khác, Chu Nhiễm cũng mê đắm thần băng Lê Ngữ Băng do Trương Tân Thành thủ vai. Thế nên khi nghe tin Đường Tuyết là trợ lý của Ngữ Băng, Chu Nhiễm mới bày trò tiếp cận. Bộ phim Lê Hấp Đường Phèn do Ngô Thiến và Trương Tân Thành diễn chính đã tạo ra sức hút không hề nhỏ khi phát sóng vào đầu năm 2020. Bên cạnh tăng thêm sự nổi tiếng cho cặp đôi nam nữ chính, thì tên tuổi của Sở Nguyệt cũng được khán giả trẻ chú ý đến. Sau Lê Hấp Đường Phèn, Sở Nguyệt có được cơ hội thử sức mình với vai nữ chính đầu tiên trong bộ phim mang chủ đề phá án có tên Phá Kén, diễn cùng nam diễn viên trẻ Trương Diệu. Phá Kén là một bộ phim phá án, kết hợp yếu tố hồi hộp, suy luận và các yếu tố khác để diễn giải các suy luận đặc biệt, và tạo nên một bộ phim truyền hình có nhịp độ nhanh và có độ hấp dẫn cao. Phá Kén với sự tham gia của các diễn viên Trương Diệu, Sở Nguyệt, Mã Khả, Đồng Kỳ, Lan Hải Mông, Hoàng Mãnh, Lương Chí Cảng, Hộ Thiên Dực. Phim sẽ được phát sóng vào 3/10 một tuần.